Chào mọi người, đã đến với kênh của Giặc Siêu nha. Hôm nay gia đình mình đi nướng thịt ở rừng giết chó, nhưng mà cho nướng thịt là trong rừng đó. Siêu, Giặc Siêu con người. Siêu này to lắm, 2 ký là 13 đồng, 13 euro nhá, không phải là đồng, chỉ là euro. Không biết nói tiếng Việt nhưng mà thông cảm nhá. Đấy, đây. Bắt đầu cắt nhá. Bây giờ là cắt xong rồi, đây là chuẩn bị bỏ gia vị trong đó. Đây là ớt, muối, ngọt, là đường. Trong đó là nhiều nhưng mà nhìn trong phim là ít thôi. Alo mọi người. Đó, nước đó có đẹp không? Đó, thấy chưa? Nên nó ra nên nó được. Qua nó qua sao đi. Qua nó qua đi. Đây là cái cuối á, nhiều quá trời luôn á. Đây cho người ta nương thịt đây. Ốp mì vui là cái gì? Ốp mì vui. Ốp mì vui là nạc à. Bên này mới vác sau thì bị nguyên. Dễ chắc bên này nó. Nó là play cái bát bên này chưa sao ạ. Oh my god, em biết gì rồi đó nó. Oh
kiến đèn ngoài. Hello cả nhà. Chúng ta khen lại chúng ta. Tao. What's up Manica? Hey you, what's your name? What's up bro? What's up? Hey you. Hey you what? Do you speak Finnish? No. No? Speak, okay. Hello, chào cả nhà. Chào mọi người. Nó đã bằng. Vương bà ơi, nó khỏe cho mọi người. Hả? Đi. Nó ra cái vẻ khỏe. Nyalon. Marah. Yeah.